Vậy thì phần tổng quan Một Văn hóa Là cái gì Thì văn hóa nó là cái gì Thì chúng ta có một cái chuỗi thế này Cái chuỗi thế này Ở đây là bản năng Là của con vật Sau dần dần ấy Nó mới chạy sang văn hóa Tôi đang nói văn hóa là gì Chứ tôi nó chưa nói tí gì đến văn hóa doanh nghiệp nha Sau đó nó mới chạy sang Văn minh đẳng cấp nó nằm ở đấy Vậy thì cái thằng này này Nó cố xây dựng Vứt phần con này Người viết hoa Còn cái văn hóa nó là người viết thường Còn cái loại này bản năng nó là người Tức là động vật đấy Làm gì có dấu huyền đâu Làm gì có chữ người ở đấy Cho nên văn hóa là một quá trình cực kỳ lâu dài Nó mới tiến hóa từ động vật sang người từ người nó mới sang người viết hoa thì nó sang một xã hội văn minh là vậy ăn trộm như là một đương nhiên thế mà kêu văn minh à không có đâu có lúc ăn trộm nhưng mà mồm thì nói đàng hoàng thì lúc người lúc con tạm thời có một tí văn hóa vậy thì văn hóa nó là cái gì và chúng ta sẽ phải đẩy nó lên đây nữa ấy. Cho nên là chúng ta lấy cái văn minh để làm cái mục tiêu. Còn chúng ta đang ở cái nhịp đẩy nó sang cái văn hóa thế này. Thế mà một doanh nghiệp mà nó có văn hóa thì nó có lợi hại gì nào, ý một. Văn hóa là một khái niệm có nội hàm rất rộng. Và các bạn đang mặc định một cái nội hàm rất hẹp. Cái tệ hại mà tôi muốn thuyết phục các bạn chỗ này Nó có nội hàm rất rộng Có nhiều cách hiểu khác nhau Và mở ngoặc Để hiểu chữ văn hóa đến ngày hôm nay Có 160 định nghĩa về văn hóa Và nó học được có mỗi một cái định nghĩa văn hóa mà nó giữ gì thế Một cái niềm tin rất là vớ vẩn của một kẻ nào đó 160 cách tiếp cận để nói chữ văn hóa là gì Học một lần thôi Để từ đó mình hành động cho nó đúng Vậy thì tí nữa Văn hóa có bao nhiêu định nghĩa Thì văn hóa doanh nghiệp Có bấy nhiêu định nghĩa Nên nhớ điều đó Mày dám ngồi mày cãi với tao là mày hiểu văn hóa Lao tuyết Nội hàm của nó rất là rộng Rộng là cái gì tí tôi sẽ nói đích dành Được chưa Văn hóa là cái bản năng mới của loài động vật người do quá trình tiến hóa khi nó định dạng được cái cuộc sống của nó thì lúc bấy giờ toàn bộ cái nếp nó thay đổi cái động vật nó cũng thay đổi bởi vì nó nhận thức được định dạng được cái cuộc sống của nó cho nên văn hóa bắt đầu nó ăn chín xong văn hóa nó bằng ngôn ngữ, ngữ. xong văn hóa nó ở nhà cũng ở hàng xong văn hóa nó tiến lên là nói làm sao cho nó hợp lòng người nói làm sao cho nó đủ năm giác quan người ta đều thích năm cái lỗ lỗ tai lỗ mắt ăn mặc cho đẹp để mày tự tin và người khác thấy đẹp cái văn hóa nó cứ tăng dần tăng dần cho nên văn hóa đâu có phải là là ngồi nói với nhau cho tử tế Cơ xử cho tử tế văn hóa là cái nhà văn hóa là ngôn ngữ và văn hóa là cái đúng cái sai văn hóa nó là câu hát câu hò Tóm lại, văn hóa là bản năng của loài người chứ không phải loài động vật. Mà nó từ bản năng động vật nó mới chuyển sang những cái thói quen, thói quen, thói quen mà không bỏ được là thói quen của phần người. Bây giờ ý thứ tư. Sau khi loài người có văn hóa thay cho bản năng, chính là bản năng của loài người vì nó là công cụ để tồn tại. Mà. Thì cứ như vậy động vật cũng thế thôi mà con chó nó gâu 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 thành cái bản năng này thì loài người cũng vậy bây giờ nó không gâu nữa mà nó học cách nói của bố nó của mẹ nó con người sau khi có văn hóa thì thì các thế hệ tiếp theo bắt đầu tiếp thu văn hóa vì cái chủng này nó tồn tại bằng văn hóa hay lắm đấy các bạn ạ à. cố mà hiểu tiếp thu văn hóa chấm phải bảo tồn văn hóa chấm phải truyền đạt văn hóa cho thế hệ tiếp tức là bản năng sống thằng trẻ con nó sinh ra thế thằng bố con mẹ mày dạy mày phải thế này thế này thế này lấy phép ông bà thế này thế này không phải chết mày còn con vật ấy thì nó dạy con chim con mày phải bay thế này thế này con hổ con nó dạy mà mày đi ra vào thế là nó bắt được một con chuột bé xíu nó quăng ra nó làm yếu đi xong nó bắt con con nó mày 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 tập vô đi mày tập vô đi loài người cũng vậy nhưng nó truyền tải nhau không phải cái bản năng vô ấy mà bản năng tồn tại của nó tức là văn hóa đấy tí nữa chúng ta thấy nó là một thói quen để tồn tại thói quen của con người chứ không người con vật khi bạn không hiểu tận gốc ấy, bạn nói từ văn hóa mà chảy hiểu gì thế sao ở trong quận năm người hoa người ta giàu nứt đố mà ở ngoài toàn ban thờ ngoài hiên mà cái nhà bé xíu thế mà câm mồm đừng có che người ta đấy là văn hóa người ta và đó là công cụ để tồn tại của loài người dưới góc nhìn của người ta mình mới trả luận xong kêu ơi cái văn hóa ấy đều mày thằng nào tồn tại ngon hơn thì văn hóa ấy ngon có thế thôi và tôi lấy cái kết luận của UNESCO Trong 160 cái kết luận về văn hóa Và tôi mong các bạn lấy cái đó làm thích thú Thì các bạn sẽ có những dàn con tuyệt vời sau này Để dạy nó cái bản năng tồn tại nhưng của loài người Và, và UNESCO định nghĩa văn hóa cho tất cả mọi nhóm người nhưng bản chất văn hóa nó chính là bản năng tồn tại của loài người nó là sự tiến hóa từ loài động vật mà nó tiến mãi tiến mãi tiến mãi thì nó ra được và nó còn tiến tiếp nó cứ phủ định các đường mòn nó cứ thế các bạn ạ à? vậy thì unesco định nghĩa văn hóa là thế này tất cả tất cả nếu tôi không dẫn dắt như vậy các bạn có đọc nghìn lần thì tôi tin rằng chưa chắc đã hiểu tất cả những lĩnh vực đạt được của con người trong cuộc sống chú ý con người nha và con vật nha từ khi có loài người đi hai chân ấy, tất cả những lĩnh vực đạt được của con người trong cuộc sống là hai chấm văn hóa văn hóa là gì là tất cả kết quả loài người đạt được và nó giữ lại như một bản năng tồn tại của cái động vật này anh chị ạ à? thế nếu bạn không học bạn có lạ nhỉ con người nó có tên lửa nó có internet xong nó có nhà có cửa đúng rồi đấy nó là văn hóa đấy con này. là thứ để nó tồn tại cho nên văn hóa đánh bại chiến lược là chứ văn hóa là gì là tất cả những cái gì loài người mà loài vật không bao giờ đạt được nhờ cái con người nó có hệ ý thức trong não nữa. những con người những cái con người đạt được trong cuộc sống này thì gọi là văn hóa và cái gì mà nó không thích đi nữa à thích hợp nó, nó vứt đi nó cứ tiến lên tiến lên tiến lên và văn hóa ngày hôm nay nó đạt đến chỉ số đỉnh cao của nó xong nó cao nữa cao nữa do đó nếu nói thật ngắn nếu nói thật ngắn văn hóa là là cái cái còn lại của của con người sau sau khi mọi cái mất đi các bạn ạ tất cả thói quen ăn lông ở lỗ mất ăn tục nói phép mất làm để lừa thằng khác mất thì cái cuối cùng nó động lại Nó thành thói quen Thế nọ truyền sang thế hệ kia Nó thành cái đường mòn Hồ Chí Minh Để lên núi Ở trong não á Là bản năng của con người chứ không phải động vật Cái còn lại cuối cùng Sau khi mọi cái mất đi Thì cái đó là văn hóa Thế là cứ mỗi một thế hệ Nó vứt dần đi các cụ ngày xưa bảo học lên trời sinh gọi thì sinh cỏ Bây giờ cái thứ đó phải vứt đi Tao khẳng định với này trời sinh voi Nhưng mà trời không sinh cỏ Cho nên cái bản năng tồn tại Nó cứ tăng dần tăng dần Và đường mòn lên núi ấy, Nó mòn thêm những cái gì đúng Và nó vẽ thêm đường mới ở Trong não để lên đỉnh núi Đấy. Như vậy Thành tựu của loài người Là văn hóa Thành tựu loài người mà nó giữ lại ngày hôm nay Là trên nền tảng nó cứ bổ sung cho nó vứt đi Bản năng để tồn tại nó vứt đi cái phần người càng lúc nó càng tăng cơ ạ à, và phần con nó càng giảm bớt đi đúng không ạ kết luận tiếp theo nói ngắn nữa nói ngắn nữa văn hóa nó cứ vứt đi xong nó giữ lại nó vứt đi xong nó giữ lại nó vứt đi xong nó giữ lại để nó tạo thành một cái bản năng tồn tại của cái loài động vật lê thẩm dương mà áo đỏ này ngắn nữa thì văn hóa cái gì ạ à? nó nó cứ thế nó tiến triển thì nó dần biến thành nó biến thành văn minh. Và văn minh cũng chính là một dạng để tồn tại của con người nhưng nó đẳng cao hơn nhiều, tức là thuần phần người hơn. Và bây giờ thì bạn hiểu định nghĩa văn hóa của UNESCO. Văn hóa chính là cái cuối cùng thành tựu của loài người trên mọi mặt luôn. Các bạn hiểu cái này tí nữa các bạn lãnh đạo công ty nó tuyệt vời lắm chứ không phải vấn đề chúng ta nói cho nó sướng mồm đấy cái gì ạ à? kết luận cuối cùng do đó văn hóa nó có văn hóa vật chất và văn hóa phi vật chất người ta gọi là tồn tại văn hóa vật chất và văn hóa phi vật chất Tí tôi sẽ diễn giải từng ý một Văn hóa vật chất là cái nhà Cái nhà là văn hóa đấy các bạn ạ à. Con người nó ngủ trên giường nó không ngủ đất Các bạn ạ à, Người Nhật nó xây cái nhà Cái trần nó rất là thấp Các bạn ạ à, Hệ số ca xây dựng của nó là 10 Của mình chỉ cần một Vì môi trường nó động đất Và Nhật ấy Nó ngồi đất ăn Có cái bàn này cách 30cm nó là văn hóa. Cái bản năng tồn tại của con người. Nó khác con vật. Và nó khác nhóm người luôn. Đấy. Nhưng nó đều là kết quả cuối cùng của loài người. Mà loài người thì có kết quả vật chất. Và kết quả phi vật chất. Điển hình là ngôn ngữ. Đó. Trường Doanh Nhân Pia